chất lượng nó cũng hơn hẳn ha, khác biệt hoàn toàn so với còn lại. Chẳng hạn như tay ga mỗi dây chất lượng cao, ống cân dây 2,5 ly, rồi bộ dây đai ha, bộ dây đeo khuôn Huguna rất là xịn luôn nha. Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì chúc mừng anh em ơi, thì đang có một con máy cọ cái Kawasaki TG53 anh em. Con này thì Thiền chốt cho anh ý ở Đắk Nông nha. Và trong video hôm nay thì Thiền sẽ test nổ máy này để anh em tham khảo, và Thiền sẽ so sánh lại cái cần Motoyama của đợt trước và cần Motoyama Pro của đợt này để anh em có cái nhìn khách quan hơn về hai bộ cần này nha. Tất nhiên rồi, bộ cần càng về sau thì chất lượng càng được nâng cấp, đó là chuyện dĩ nhiên nha anh em. Và nâng cấp lên thì nó sẽ hơn tiền, và có những đặc điểm gì nâng cấp thì trong video hôm nay thì Thiền sẽ so sánh để anh em thấy rõ hơn về bộ cần hiện tại nha anh em. Rồi giờ thì Thiền sẽ bơm xăng test nổ này trước đi, và tí nữa anh em mình xem cái điểm khác biệt của hai bộ cần ha, Motoyama cũ và bộ cần Motoyama Pro mới như thế nào nha anh em. Rồi bơm xăng đóng nghe giật nổ thôi, cái này thì giờ đơn giản anh em. Nhanh ti hơi cao. Đợi tí. Cái này để tiện lấy cái tu vít để. Cái này thì nó có một ốc chỉnh cái anti là nên chỉnh được thôi. Còn tốc độ tu máy anh em không chỉnh được nha. Đó, nên em với gọi nha, cái chỉnh thì chỉnh nóc cái anti thôi. Nên êm như ngay là ok. À, tắt giật lại nè. Rồi xong, rất là đơn giản, nhanh chóng ha. Rồi, giờ thì mời anh em lại gần đi, hơn xíu đi, để chúng ta xem thử cái khác biệt giữa bộ cần mới và bộ cần cũ như thế nào nha anh em. Ở đây thì Thiện có một bộ cần Motoyama cũ nè ha, và bộ cần Motoyama Pro mới đây anh em ha. Bộ cần mới là ở dưới đây nha, còn bộ cần cũ là ở phía trên. Khác biệt về cái tem thì nó như nhau, nhưng mà cái cần Motoyama Pro thì nó sẽ có chữ Pro ở đây nha anh em. Về cái cần thì em thấy đầu bò thì hai co hai cái là nó là một nha. Đầu bò thì không thay đổi nha anh em, nó chỉ có là đầu bò mới thì nó sẽ vớt cái lông đờn nhỏ vừa với ổ cước cả tiếng luôn. Còn đầu bò cũ thì ổ cước cái lông đờn nó to hơn. Còn về chất lượng và khuôn đầu bò thì nó là một loại trước giờ. Ống cần cũng vậy nha anh em, ống cần cũng là ống dày 2,5 ly ha. Ống cần cũ cũng dày 2,5 ly và ống cần này cũng dày 2,5 ly nha ha. Khuôn phần cùm này dưới này á, thì cái cùm mới á, thì cái màu của nó thì nó lại khác nha. Màu này thì cái màu bóng nha anh em, nhôm bóng nha. Còn cái màu cũ là nhôm nhám. Bắp chuối thì cũng là đổi qua bắp chuối của Huguna. Đó, bắp chuối khuôn Huguna anh em. Bắp chuối này thì một bạc đạn, bắp chuối cũ thì hai bạc đạn nha. Rồi, về phụ kiện đi theo á, chúng ta khác rất là nhiều món anh em ha. Từ đây, túi lông nghề thì nó sẽ như nhau nha. Túi lông nghề thì như nhau. Nhưng cặp tay lá này, đó. Cặp tay lá thì anh em thấy là bộ cần Motoyama Pro mới á, thì nó để nâng cấp lên bộ tay lái khuôn khác anh em. Ha. Nó cũng có tay ga mở ra rồi đó, nhưng mà khuôn của thằng Motoyama Pro thì nó sẽ xịn hơn nha. Đây ha, chất lượng nó được nâng cao hơn như bộ cần cũ nha anh em. Đó anh em thấy không ha, bộ cần mới này rất là ok luôn nha ha. Bộ cần cũ thời điểm đó thì nó đã ok rồi anh em, nhưng mà bộ cần mới thời điểm hiện tại thì nó ok nhất luôn trong tất cả các loại cần cho TG3 mà hàng Trung Quốc luôn anh em ha. Đây, khuôn tay ga mở ra xịn, loại đời mới hiện tại anh em ha. Rồi, và cái đây máy nhắn cỏ trước đi. Đây máy nhắn cỏ cũ đây, mấy con cũ đây, mấy con đời mới đây nè. À, cái màu nó bóng hơn, sáng hơn, bát cũng khác này, ha, bát cũng khác, đó. Và một cái đặc điểm khác biệt rất là nhiều nữa, đó chính là về cái bộ dây đeo. Đây là bộ dây đeo của thằng cần Motoyama Pro nè, ha, bằng cần Motoyama Pro mới. Còn dây đeo của thằng Motoyama thì nó sẽ chất lượng nó sẽ không bằng, không được bằng nha. Đây, ha, bộ cần cũ thì nó chỉ là dây đeo bình thường thôi, còn bộ cần mới là nó chơi dây đeo khuôn thu luôn. Khác biệt rất là nhiều nha anh em ha. Và thời điểm hiện tại thì anh em thấy là với từng ngày chất lượng và từng ngày nâng cấp thì đảm bảo anh em luôn, bộ cần Motoyama Pro này là bộ cần top 1 trong phân khúc cần Trung Quốc lắp cho TG53 rồi nha anh em. Và giá thì hiện tại 5,9 triệu nha, miễn phí vận chuyển, kèm rất là nhiều quà tặng cho anh em. Đó, thì qua một video ngắn này anh em thấy được cái độ cái độ cải tiến của cần cũ và cần mới như thế nào ha. Và thậm chí so với những bộ cần khác thì anh em thấy nó cũng chất lượng nó cũng hơn hẳn ha, khác biệt hoàn toàn so với còn lại. Chẳng hạn như tay ga mỗi dây chất lượng cao, ống cân dây 2,5 ly, rồi bộ dây đai ha, bộ dây đeo
quần đeo khuôn khuôn này rất là xịn luôn nha. Rồi bây giờ thì anh em nào quan tâm về mẫu Kawasaki T-Zenon 3 với bộ cần mô tô Yamaha Pro này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc hiển thị hoặc để là số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tôi quan kỹ hơn về bộ này để anh em thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và giữ thông báo để mỗi lần một thì có ra video mới để biết và xem càng nhiều thì anh em xin cảm ơn tất cả anh em xem đây và cả anh em video nhé.